nhìn áng mây hồng bóng no thầm duyên số, từng chiếc lá rơi gió buông trong sương lạnh. Tháng năm dài qua mau lứa đôi còn xa nhau. À, chó, trời đất ơi, chó nó cắn tôi rồi, chó ơi, trời ơi, chó, em, mày cắn tao hả Phèn? Trời ơi, cái con Phèn này, mày chết nghe chưa, cắn người ta. Nó chết đồ không thấy, thấy tao chết đến nơi đây nè. Bộ nó cắn chú hả chú Tám? Mày chạy đâu đó? Dạ, chạy vào nhà lấy dao lấy ớt. Bộ mày định hạ cờ tay hả? Hạ cờ tay là cái gì chú Tám? Là hạ kệ tơ chứ gì. Trời ơi, con đâu có dám làm chuyện đó chú Tám. Chứ mày định chạy vào nhà lấy dao lấy ớt chi vậy? Dạ, để lấy nọc độc ra cho chú chứ chi. Coi, nó mới cắn rách cái quần chứ chưa có rách thịt tao. Chưa có rách thịt hả? Vậy là cháu khỏe rồi. Mày khỏe, còn tao thì mệt. Ủa sao kỳ chú Tám? Tao mới mượn tiền con hai xương gió, 100 thành 120 mới mai cái quần đó. Vậy là khổ cho cháu rồi. Tiền đâu cháu đền cho chú đây? Nói vậy chứ tao có bắt đền mày đâu mà lá làng vậy không biết nữa. Vậy là cháu cảm ơn chú Tám nha. Ơn nghĩa gì, ba cái lẻ tẻ đó mày. Thôi, chú Tám vô nhà uống nước đi chú Tám. Đi. Ủa, thằng Trương nó không đến đây sao ấy? Dạ, sáng tới giờ anh không có đến đây chú ơi. Sao nó nói với tao, nó đến đây, nó mời chị 10 giờ bay. Ủa, anh cúng ai mà anh đi mời vậy chú? Có cúng ai đâu. Vậy anh mời có chuyện gì? Ủa, vậy là mày không hay biết gì hết à? Dạ, cháu có nghe anh nói gì đâu biết. Ngày 25 tới đây, thằng Trương nó làm lễ thành hôn với con Đào. Hả? Con của bà Chính băng manh u sống trên mình nè. Thở khá chú Tám. Trời ơi, đồ sói khanh điểu giả mà. Kìa, Yên. Rồi. Ghen nổi lên rồi. Ủa, chú Tám, chú nói cái gì mà lầm thầm trong miệng vậy? Mày hốt thuốc cho ai đó mày? Dạ, cho bà và vợ tương lai của cháu chứ cho ai chú. Hiền ơi, Hiền, em ra lấy thuốc xuống bếp, sắc 3 chén còn lại 8 phần. Còn lại mấy phần? Còn lại 8 phần chứ mấy chú. Còn lại một thùng thiết đó, cô không thèm sắc nữa chứ đừng đâu nó. Lựa là 8 phần. Thôi ở đó chơi nghe tao đi. Ủa, chú này sao bữa nay kỳ quá vậy cả? Hiền ơi, Hiền. Ông gọi tôi có chuyện gì? Kìa Hiền, cớ chi em lại buồn bực, mặt mày ra chiều u dột, nói năng sẵn giọng với anh. Anh hỏi cô Đào thì biết à, chớ hỏi tôi làm gì. Gì kỳ đời, em điên sao? Cô Đào nào hãy nói rõ cho anh đây, không đau cái đầu. Nè, ông hỏi khó tôi chi vậy? Chuyện ông á, cô Đào hay cô Mộng gì đó, sớm trên sớm dưới điều hay, nghe đâu con bà Chinh U. Chớ nói nhảm anh đi đâu nào. Đừng nhiều lời, tôi xin ông về mau về, chớ có nói nữa, kẻo tôi đây nôn mửa bây giờ. Kìa Hiền. Không, không có hiền dữ gì hết á. Ông về đi, về đi. Hiền nè. Cái gì? Ông có quyền nắm tay tôi nghe. Hiền à, nếu anh có làm điều gì sai trái thì em cứ nói ra để cho anh biết mà anh sửa sai chứ. Má. Dạ thưa bác. Ủa, có chuyện gì mà hai đứa tụi bay mặt mày bí xị vậy? Má hỏi ông này thì biết à.
chuyện gì vậy chứ? Dạ, cháu cũng không biết nữa. Trời ơi, tao đi bán về mệt, mày gặp tụi bay tao còn mệt thêm. Má, người ta nói ổng, ổng sao? Ổng đi cưới con Đào á. Con Đào? Mà con Đào nào vậy cháu chưa? Dạ, Đào nào cháu có biết đâu mà nói. Trời ơi, tụi bay làm tao nhức cái đầu quá. Má, cái con Đào con bà Chính nuôi ở xóm trên mình nè, má không biết nữa hả? À. Nhưng mà ai nói với con? Ngoài chú Tám Thẹo ra còn ai nữa mà má hỏi chứ? Trời ơi, cái chú Tám Thẹo này hại cháu mà. Thiệt, cái chú Tám này đúng là quỷ phá chùa mà. Chuyện đó không có đâu con. Sao má biết không có? Thì con Đào nó lấy chồng hơn năm nay rồi. Đám cưới nó má có đi mà. Con quên sao? Ủa? Sao ủa? Thật hả má? Quên quên. Sao không thiệt? Ghen quá quên. Để rồi, để rồi chú Tám biết tại con. Ủa, thuốc của ai để trên bàn vậy Hiền? Dạ, của cháu đó bác. Hả? Cháu đau sao mà hốt thuốc uống vậy? Dạ, cháu có đau ốm gì đâu. Cháu hốt thuốc cho bác uống đó. Ôi, bệnh của bác là bệnh già mà. Trở trời trái gió là ho. Hơi sức đâu mà cháu hốt thuốc cho tốn hao tiền bạc. Thôi, trời cũng trưa lắm rồi, để bác vô nấu cơm. Cháu ở lại ăn cơm với bác và con Hiền nghe. Dạ, cảm ơn bác, cháu phải về. Ê, đâu có được nè. Bộ cháu giận con Hiền rồi giận luôn bác sao? Không có đâu má ơi. Chắc là nhà mình nghèo, ăn uống khổ cực, ảnh chê á. Nè, Hiền nói chứ không phải là Chương nói đâu nghe. Thôi, tụi bay ở đó mà giận mà hờn, tao vô nấu cơm. Nấu xong cái tao cho hay, vô ăn. Cảm ơn má. Tôi về. Anh Chương. Dạ, cô muốn nói gì? Trời ơi, anh còn giận em phải không? Chuyện đó tôi phải còn hỏi lại người ta. Người ta nào vậy? Nói ra cho em tường. Người ta ở xóm này đây, cô Đào, cô Mận. Cô biết quá nhiều. Thôi mà, em lại anh mà. Chuyện qua rồi nhắc lại làm chi? Phải nhắc mới được, để cô hiểu lầm. Không khéo vợ tôi ghen là chết. Không, không đâu, cô ấy không ghen nữa đâu. Sao, sao cô biết cô ấy không ghen? Bà ghen dễ sợ, không ai ghen bằng. Thôi mà anh Chương, em hứa rồi em không có ghen nữa đâu mà. Thiệt á, tại nãy quên vợ. Chứ Đào lấy chồng lâu rồi. Anh nè, đừng có giận em nữa nghe. Nghe. Chọc em chơi chứ anh đâu có giận. Ý, em ơi, hình như có khách. À, gì hả? Có ai trong nhà không? Cho tôi hỏi thăm đi. Dạ, chào dì. Chẳng hay dì muốn hỏi thăm ai vậy dì? Tôi muốn hỏi thăm chị Mười Thìn. Dạ, má cháu đang bận nấu cơm dưới bếp á. À, thì ra cháu đây là Hiền phải không? Dạ. Trời ơi, mới ngày nào còn bé tí teo, mũi giả chảy lòng thòng mà giờ lớn xộn rồi ha. Thôi, nhà có khách, anh về nghe. Em xin lỗi bác giùm anh. Xin phép dì cháu về. Cậu về. Ai vậy cháu? Dạ, chồng sắp cưới của cháu á. Cậu ta làm nghề gì vậy? Dạ làm tài xế. Ban đêm thì đi học thêm đó dì. Tài xế xe hàng hay là xe du lịch vậy? Tài xế xe du lịch á. Hơi, vậy là hẻo rồi. Làm tài xế xe du lịch á thì ăn được cái giải gì? Ít ra cũng phải làm tài xế xe hàng thì còn chở được ba cái hàng lậu liếm láp chút đỉnh chứ. Ảnh thật thà lắm, không có dám làm chuyện đó đâu. Ảnh đậu đại học rồi đi làm để kiếm tiền học thêm đó. Thật thà là cha dạy, đói rách suốt đời.
đẹp như cháu phải lựa chồng có chức, có quyền, có tiền, có của, chẳng hạn như là hải quan hay là thuế vụ, cùng cực lắm là cũng là thủy thủ tàu diễn dương. Cháu sống cơ bản như vậy là cũng được. Hằng ngày cháu hái rau muống ở mương ra chợ bán là được rồi gì. Trên đời này có hai cách để hái ra tiền: chức quyền và sắc đẹp. Chức quyền thì cháu không có rồi, cháu chỉ có sắc đẹp trời cho. Cháu dạy gì mà không lợi dụng cái vũ khí đó để in ra bạc giúp đỡ cho má cháu. Cháu cũng muốn làm ra tiền để má cháu không còn gọi sương tâm năng khổ cực ngày đêm. Ban tao buông tầng xuôi ngược, má cháu suốt đời tận tùy vì con, chẳng chịu cho cháu bước chân vào đời. Chị Mười lo vậy là phải chứ sao? Vì lúc lắm chung ba cháu có trối lại, phải gắn nuôi cháu nên người, để cho lối xóm không cười chê. Vì sẽ giúp cháu tìm cuộc sống giàu sang, để sắc đẹp không bị mai một, mà uổng phí của trời cho. Dạ cháu thành thật cảm ơn gì. Thôi chuyện đó thì mình sẽ bàn sau, trước mắt gì muốn gặp mặt, má cháu để gì hỏi thăm, bà con lối xóm ai mất ai còn gì, từ lâu gì không về quê hương. Dạ vậy cháu mời dì vào nhà uống nước. Hiền ơi, con và thằng Trương xuống ăn cơm nè. Má ơi, má, má ơi, gì có đó? Khách nè má ơi, khách quen đến thăm má nè. Ai vậy? À, chào cô. Chị Mười, chị quên em rồi sao? Dạ xin lỗi, cô là ai mà tôi trông quen quen. Em là A Linh nè. A Linh? Mà A Linh nào cả? Em nhắc là chị nhớ em liền hà. Dạ, đâu cô nhắc lại coi. Em là con của chú A Phón, chủ tiệm thuốc Bắc Thiên Hòa Đường ở ngã ba bà ông Dân nè. Mèn đét ơi, thôi tôi nhớ rồi. Vậy mà tôi tưởng ai. Chú ba vẫn mạnh hả cô? Dạ ba em qua đời mười mấy năm rồi. Tội nghiệp không? Vậy mà tôi có hay biết gì đâu. Sau khi chôn cất ba em xong á, nhà em đưa lên Sài Gòn sanh sống cho đến nay á. Rồi lúc này cô làm ăn có khá không? Nhờ trời vợ chồng em cũng dễ thở. Còn chị làm ăn ra sao rồi? Từ ngày vợ chồng tôi dìu nhau lên đây cho tới ngày ổng mất, cuộc sống thiệt là vất vả gian nan cô à. Tội nghiệp dữ không? Hồi với quê gia đình chị cũng khá giả lắm mà. Bữa hổm em có gặp con Toàn. Con Toàn á nó... mà cái con Toàn hồi xưa nó ở xóm mình đó. Nó nói nó gặp chị, nó chỉ cho em biết là chị ở xóm này nè. Nghe hoàn cảnh của chị khiến tôi xốn xang trong lòng. Tiếc quá, bữa nay tôi đi tình cờ không có mang theo tiền. Thôi bây giờ chị cầm đỡ 500 ngàn này đi, rồi mai 21 gì đó cái tôi có rảnh tôi ghé đây giúp thêm cho chị chút ít nữa để chị làm vốn buôn bán làm ăn. Không có được đâu. Cảm ơn cô lắm, nhưng mà nhận tiền rồi làm sao trả lại cho cô đây? Tôi giúp cho chị, tôi đâu có mong chị trả lại. Chị không cầm là tôi buồn lắm đó. Mà đôi mà đừng có nhân hòa gì hết trơn, cầm đi, chị cầm cho tôi vui đi. Người xưa có câu, một miếng khi đói bằng một gói khi no mà chị. À cháu Hiền à. Dạ. Cháu có muốn đi làm để có tiền để phụ giúp gia đình không? Dạ muốn lắm chứ gì. Má cháu già rồi mà còn bán buôn cực khổ, cháu cũng muốn làm có tiền để cho má cháu được thảnh thơi đó gì. Dượng cháu là người có uy tín trong giới làm ăn ở trong chợ lớn á, dì sẽ nhờ ổng lo cho cháu một chỗ làm nha. Nếu mà được vậy thì cháu cảm ơn dì nhiều lắm. Ơn nghĩa gì.
À, cháu có tấm hình nào mà chụp gần đây nhất không? Đưa cho dì một tấm đi. Ủa chi vậy dì? Trời ơi, bộ cháu sợ dì én cháu hay sao sợ vậy? À, vậy dì chờ cháu một chút nha. Anh cháu vô lấy hình liền ha. Chờ cháu nha. Trăm sự nhờ cô giúp cho cháu, chứ nó khờ lắm. Chị yên tâm đi, tôi hứa là tôi giữ lời mà. À, có này nè dì ơi. Dì ơi. Trời ơi, nhưng mà dì ơi, hình cháu xấu quá à. Ôi, hình như vậy là đẹp lắm rồi. Thôi, à bây giờ tôi về nha chị Mười. Dạ cô về mạnh giỏi. Ê, cô Linh ơi, còn cái số tiền tôi không có dám nhận đâu mà. Thôi nhận đại đi. Thôi để ra cũng đi, để ra đi rồi mai mốt tôi ghé rồi tính nha. Má, trời ơi, dì đó tốt quá má ha. Nhưng mà má ngại quá à. Hiền à. Dạ. Chuyện này á, má thấy con phải bàn qua với thằng Chương một tiếng. Dù sao thì trong tương lai nó cũng là chồng của con. Má, nói vậy má bằng lòng cho con đi làm hả má? Phải không má? Sung sướng quá má ơi. Má à, con phải thoát ra cái nơi sình bùng kinh mương ẩm ướt này má à. Thương mắt má. Chào đại ca. À, ngồi đi. Cảm ơn đại ca. Cho hai lon bia đi. Thuốc đó, hút đi. Cảm ơn đại ca. Đại ca, chừng nào tụi em giao hàng đại ca? Ngay bây giờ. Mà hàng gì vậy đại ca? Ngoài hàng trắng ra, còn hàng gì nữa mà hỏi mày? Chà, rớ vô ba cái hàng trắng này em ớn dương sống qua đây nha. Ở tù như chơi nha đại ca. Muốn có tiền hút sách thì phải mạo hiểm chứ. Bây giờ mày đem hàng đến nhà hàng con Gà Lôi, tìm người mặc đồ cơm lê đen. Dạ. Khi thấy đúng người đó, mày bảo con Môn thì nghe đó đứng canh cửa coi chừng cơm. Còn mày tìm một chỗ ngồi thật là thuận tiện. Sao đại ca? Mày gọi là cho tôi lon bia ba số, nhớ chưa? Cho tôi lon bia ba số. Đó là mật khẩu hả đại ca? Đúng. Khi nào người đó kêu cho tôi gói ba số, mật khẩu đáp lại. Phải. Trước khi giao hàng phải ngó trước ngó sau xem có ai theo dõi không, nghe chưa? Chuyện đó em quá biết mà đại ca, tin tưởng em đi. Bây giờ tao đưa tụi bay mỗi đứa 500 ngàn. Dạ. Khi nào xong việc tao sẽ chia mỗi đứa 3 triệu nữa. Ok chứ gì? Cảm ơn đại ca chiếu cố em Út. Thôi em đi nha đại ca. Khoan. Còn gì nữa đại ca? Mày còn nhớ luật lệ của tao chưa? Dạ nhớ, sao không nhớ đại ca? Nói tao nghe. Bị bắt không khai lung tung, bằng ngược lại, mang tật suốt đời. Tốt. Đi đi. Nè, nhớ cẩn thận đó. Đại ca yên tâm, em đi nha đại ca. Dạ xin lỗi, cô vui lòng cho tôi hỏi thăm. Kìa Tuyết. Tuyết, em tìm ai vậy? À, dạ tôi không tìm ai hết. Kìa Tuyết à, làm gì mà dối vậy? Kìa anh. Từ ngày rời đại học đến nay mới gặp được nhau. Chuyện đó anh nhắc lại để làm gì? Nhắc để cho Tuyết nhớ lời Thành đã nói. Yêu tôi là quyền của anh, còn yêu anh hay không là quyền của tôi. Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi kia mà. Nhưng ít ra Tuyết cũng hiểu tình yêu tha thiết của Thành đối với Tuyết mà. Tình yêu không đồng nghĩa với thương hại, thì anh đừng buộc tôi phải nói ra những lời không đẹp. Kìa Tuyết, anh... Anh buông tay tôi ra không thì nói. Nếu tôi không buông thì sao? Anh... Biết điều, buông tay người ta ra. Mày là thằng nào mày? Mày dám xía vào chuyện của tao? À đây đây, tự giới thiệu với ông bạn. Ông bạn thấy cái gì đây không? Con đại bàng xanh. Gì cười đó? Con đại bàng xanh nha. Nè, còn cái thẻo này đó nha, tụi nó gần 100 thằng, súng nó chém mấy ngàn nhát đó, mà tao né hết trơn. Dính con nhát ngay đầu nè.
Nhưng tám thẹo quên rằng con đại bàng xanh dao đâm cũng lũng ha. Hả? Cái đó chắc nó lũng quá. Biết vậy là tốt. Tao cũng tự giới thiệu cho mày được biết, tao là Thành Đầu Gấu, chúa trùm du đảng Sài Gòn Chợ Lớn nè. Bỏ đi tám đầu trâu đầu ngựa đầu gấu gì đó, tám thẹo này cũng đập cho nát cóc. Mày không tin phải không? Mày xem mày nè. Ghê không? Chỗ này không phải là chỗ để chúng ta thanh toán với nhau. Mày chờ đó con. Cái thứ kỳ dông kỳ đà cắt ké, mày dám chống lại khủng long chứ. Trời ơi, chú Tám giỏi võ mà từ lâu chứ không biết chứ. Chú Tám có biết võ gì đâu mà cô hai khen. Không biết võ mà dám xăm hình con đại bàng, rồi còn đấm bể bàn luôn. Trời ơi, tại mày không biết cái chứ. Không biết chút đến nghề làm sao mà gác kho trong chủ được mày. Nhưng còn cái con đại bàng này, hồi nhỏ thấy người ta xâm cũng bắt chước xâm theo. Bây giờ muốn phá hoài phá không được mới chết chứ. À, xin lỗi cô hai, tôi hỏi câu này có hơi tò mò. Chẳng hay cô hai quen với ai trong xóm này mà đến đây để gặp rắc rối vậy? Em có quen với ai trong xóm này đâu. Vậy thì cô hai đến đây làm chi cho nó hành hung vậy? Cháu đến tìm anh Trương. Mấy ngày nay không thấy anh Trương đi làm, cháu tưởng anh bệnh cho nên tìm đến thăm vậy mà. À, thì ra vậy mà. À, tôi có công chuyện nhà nên xin phép ông chủ nghỉ ít bữa. Nếu không có gì trở ngại, anh làm ơn lái xe đưa em về. Nãy giờ mà tay em vẫn còn run nè. Tay rung ảnh hưởng đến tim đó cô hai à? Dạ, có gì trở ngại đâu cô hai. Dạ, thì tôi cũng rút lui. Chà trời ơi, cho cái tay nó sưng dữ à. Dạ, cô hai làm ơn cho tôi 50.000 bổ thuốc bắc cái bàn tay này chứ thôi nó không ổn á. Trời ơi, chết rồi, sưng quá rồi nè. Nè, chú lấy 100.000 này đi bó thuốc bao lên. Dạ, đi dạ, nhiêu đây cũng tạm đủ rồi cô hai. Dạ, xin mời cô hai ra xe. Anh Trương à. Dạ, cô hai còn dạy chi? Tại sao anh cố lách mặt tuyết hoài vậy? Dạ, vì tôi muốn giữ những gì mà gia đình cô cần giữ. Anh nói vậy là sao? Vì giữa tôi và cô có bức tường ngăn cách thì không thể nói chuyện tình yêu. Nhưng cô đừng vội bất bình, con vua thì được làm vua, con sai ở chùa thì quét lá đa. Tôi là tên tài xế thấp hèn, đâu nghe dám mơ gì xây mộng đẹp cao sang. Nhưng khi trăng lên xuyên kẽ lá qua rèm, em nhìn trăng mơ màng, ước mình được như trăng để tỏa sáng muôn nơi, dù đó là ước vọng xa vời, em cũng thấy lòng mình đã trọn niềm ước mơ. Cô hai, nhưng định mệnh đã sẵn dành cho cô một tương lai huy hoàng, thì ông chủ định đâu cô bồi đó. Em sẽ đạp lên giai cấp để cùng sống khổ với anh. Nhưng đời không phải toàn màu xanh như cô tưởng vậy đâu. Phải, đời không toàn màu xanh như em đã tưởng, nên anh mới xem em là một người xa lạ. Trong khi em ôm ấp một hình bóng,
thì anh lại mãi đuổi theo một ảo ảnh xa vời. Cô hai, cô thì giàu sang, còn tôi thì tay trắng. Tôi đâu có dám trèo cao. Dù cô tỏ ra thương mến, nhưng cô nào thấu hiểu cho tôi? Em không hiểu anh, hay anh không chịu hiểu cho em? Cô hai, khi tim anh lạnh lùng như khối tuyết, thôi thì em đành lặng câm nhìn thời gian chạy nhanh theo năm tháng để khổ đau gặm nát tim mình. Mỗi lần gặp em là anh lánh mặt, anh lạnh lùng như một bóng ma. Một bóng ma làm tim em sao xuyến, một bóng ma ám ảnh hồn em. Em có tội tình gì đâu mà anh hành pháp, có tội chăng là trót sanh ra trong sang vào. Tôi đâu dám mơ nhiều mộng lầu giang thao xa, tôi đâu dám mơ nhiều vì đời còn tay trắng tay. Đến với nhau bằng tình nghĩa thâm sâu, đừng nói sang hèn. Đường đời hay lối chớ nên bận lòng. Lòng nào để em ngày đêm mong nhớ, khi em quyết trao cho anh cả cuộc đời mình. Nhưng tôi với cô không cùng chung giai cấp, thì không thể sống bên nhau với danh nghĩa vợ chồng. Nhưng em nghĩ giàu sang đâu phải là cái tội, thì anh đừng nên để sầu để khổ. Cô hai, xin cô hiểu cho. À, mời cô hai ra xe. Cảm ơn anh, tôi đi bộ được rồi. Cô hai, cô hai, cô hai. Chủ. Mời ông chủ ngồi. À, có chuyện gì mà cô điện cho tôi vậy? Có hàng rồi, có hàng rồi. Hàng đâu? Ngồi chưa nóng đít là hỏi hàng rồi à. Đây nè, để tôi cho ông coi cái này nha. Đó, ông thấy cô ả này thế nào? À, nếu như được tôi trang điểm thì chắc chắn cô ấy sẽ là hoa khôi đó. Nhưng mà không biết là khi gặp người thật là như thế nào đây. Còn đẹp gấp trăm ngàn lần ở trong cái hình này luôn. Nhưng mà tôi không thể mua trâu vẽ bóng. Tôi muốn nhìn cái món hàng ấy bằng xương bằng thịt kìa. Rồi ông sẽ tội nguyện. Đó là điều thứ nhất. Còn điều kiện thứ hai? Hàng đó phải thật xịn, 100% thì tôi mới chịu nha. Bảo đảm với ông, hàng còn nguyên xí, chưa bóc tem lần nào hết. À, nếu bị rơi thì 1 đồng tôi cũng quân chung cho cô nha. Ok. Sao chừng nào tôi mới được hội kiến với người đẹp đây? Ngày Chủ nhật tới đây. Tại đâu? Vũ trường con kiến hôi. Ok. Ok, ok. Dạ, cháu chào bác. À, cháu Trương đó hả? Dạ, bác định đi bán đó hả? Ở nhà hoài tù túng quá, bác chịu không có nổi. Con Hiền ở trong á. À, sáng đây có cháu, bác muốn hỏi ý kiến của cháu. Chuyện gì vậy bác? Ngồi đi cháu. Chương à, như cháu đã biết, gia đình của bác nghèo, ăn bữa cháo bữa sương, mai mà có cháu thương tình. Kìa bác, bác không giấu đi sự thật,
cháu đừng e ngại làm gì. Cháu chỉ có một thân một mình, cháu giúp hiền như giúp cháu mà thôi. Có là bao mà bác nhắc đi nhắc lại, làm cho cháu ai nấy trong lòng. Bác có sao nói lại thật tình, chứ bác không tâm bốc cháu đâu. Bởi vậy cho nên bác muốn con hiền tìm một việc làm, để không bữa cháu bữa sau sao còn dư để lo gia đình. Vì nay mai cháu và hiền thành chồng vợ, để khỏi túng thiếu như bây giờ, sẵn có người đồng hương tìm giùm làm một chân chiêu đại viên. Chương à, cháu nghĩ sao coi có được, cho bác một ý kiến chân thật. Dạ, chuyện này cháu làm sao có ý kiến, làm hay không là do hiền mà thôi. Vậy bác hỏi ý kiến cháu làm gì, để cháu tự chui cũng như tông. Anh phải có ý kiến ý cò, má vui lòng để em đi làm chứ anh. Dạ, cháu xin phép hỏi, có hơi tò mò, chẳng hay người tìm việc giùm cho hiền là ai vậy? Dì Linh, người mà anh gặp cách đây một tuần đó. Dì đã bỏ công bỏ sức lo cho em, lại còn cho má mượn tiền không có lấy lời nữa, để mà má có vốn buôn bán đó, tốt lắm. Cô này là người đồng hương, mười mấy năm mới gặp lại, thấy hoàn cảnh của bác neo đơn thương rồi giúp đỡ, đang lo cho con Hiền nó làm chiêu đãi ở nhà hàng á. Dạ thưa bác, cháu nói điều này có đúng hay sai, xin bác và Hiền thứ lỗi cho. Có chuyện gì mà cháu rào trước đón sao dữ vậy? Thưa bác, không ai bỏ tiền bỏ công ra giúp mà không vụ lợi. Nói như vậy không có nghĩa là cháu phủ nhận lòng tốt của người ta, nếu có chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Cháu nói vậy là sao? Mười mấy năm qua dì ấy mới gặp lại bác và Hiền mà đã tận tình giúp đỡ. Đây là vấn đề mà bác và Hiền nên suy nghĩ lại. Anh không thể nói trắng ra cho má và em hiểu sao? Làm chiêu đãi viên, người con gái nào làm cũng được, miễn có sắc đẹp và biết chiều khách. Nếu dì ấy là người có thiện tâm, thiện chí muốn giúp đỡ, sao không kiếm cho Hiền chỗ hợp khả năng như là thư ký, kế toán, cùng lắm là kèm trẻ em tại gia. Vậy là anh không có muốn em đi làm phải không? Bác Mười muốn anh có ý kiến thì anh có ý kiến vậy thôi, còn làm hay không là quyền của em. Anh lấy quyền gì mà không cho em đi làm chứ? Má, má nghe anh nói không? Vậy vậy trong tương lai anh là gì? Là gì của em chứ? Hiền à, đã là tương lai thì không phải là hiện tại, vì hiện tại anh chưa phải là chồng của em kia mà. Theo em nghĩ, người xấu chứ nghề không có xấu đâu anh. Đúng vậy, nhưng... Nhưng sao hả anh? Ông bà ta có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Anh đánh giá thấp em như vậy sao? Anh phải tin tưởng em chứ. Hiền à, anh không muốn hy vọng để rồi thất vọng. Bà, má à, tụi bay tính sao đó thì tính, để rồi sau này đừng có trách tao là được rồi. Má à, thôi, trời đã trưa lắm rồi, tao đi bán đây. Má ơi, giữ gìn sức khỏe nha má. Anh Chương, làm chiêu đãi viên có gì ghê gớm đâu mà anh sợ chứ. Hiền à, vậy hết khóa học ngoại ngữ này, anh sẽ tìm một việc làm ổn định. Chúng ta sẽ làm đám cưới, chúng ta sẽ kiếm được đồng tiền bằng chính bằng mồ hôi và công sức của mình. Đừng nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, đến khi lỡ bước xa chân, có hối tiếc cũng không còn kịp nữa. Thôi, đến giờ anh phải đi làm rồi. Anh Chương, anh Chương.
anh này kỳ ghê á. Làm chiêu đãi viên thì có ai ăn thịt ăn cá mình đâu mà ảnh sợ chứ. Mà ảnh nghĩ gì? Ảnh nghĩ gì mà không muốn cho mình thoát ra khỏi cảnh tối tăm này chứ? Bực mình ghê vậy á. Sao giờ này cô ta chưa có chịu đến vậy cả? Từ từ, làm gì mà nóng như Trương Phi vậy ông? Xin lỗi, có phải em là Hiền? À, dạ. Anh tự giới thiệu, anh là Thành. Giới giang hồ thường gọi anh là Thành Đầu Gấu. Hân hạnh được biết anh. Cả tuần nay anh đi đổi gió ở Đà Lạt mới về tới. Em mới vào làm nên em chưa biết hết luật lệ của giới về đêm, các nhà hàng, vũ trường, phòng trà, ca nhạc ở vùng chợ lớn này. Sống hay chết do anh quyết định. Em mà được sự chiếu cố của anh, không thằng nào dám động đến em. Nó động đến em hả? Nó sẽ ăn đòn. Thành Đầu Gấu không bao giờ anh nói dối. Anh nói một là một, chớ không nói hai lời. Cảm ơn anh đã thương tình, sẵn sàng giúp đỡ những người như em. Ơn nghĩa gì? Chết rồi, đã đến giờ làm việc rồi. Xin phép anh nha. Nè, đi đâu mà gấp vậy Hiền? Anh à, anh thông cảm cho em đi. Em mới vào làm việc mà, không khéo thì người ta đuổi em đó. Em sợ tụi nó đuổi em hả? Đừng có lo, có anh đỡ đầu, không có cái thằng nào nó dám đuổi em đâu. Em đừng có sợ. Nhưng em... Được, bây giờ anh sẽ dẫn em đi gặp tụi nó. Đi theo anh, đi. Thôi mà. Ông chủ, hàng của ông đó. Có phải cô đi với thằng Thành Đầu Gấu đó không? Ủa, ông muốn biết thằng đó sao? Ôi, tôi còn lạ gì với cái thằng Thành Ma Cô. Nó thuộc loại con ông cháu cha. Bà của nó là ông kẻ có tiếng tăm. Vì quá thương con mà chiều chuộng, nên nó đâm ra hư hỏng xác thân. Theo bản è lập nhôm lập bằng, đóng cửa xúc cầu đánh mướn chém thuê, làm cho bà má của nó phải chịu đảo điên. Có nhiều lần nó gây ra tù tội, bà má nó bất lực mà ngồi nhìn. Vậy ông chậm chân là mất đó nghe. Ông phải tốn tiền thật nhiều để mua chuộc, để cô ta rơi khỏi tầm tay. Ông mà hết mong hưởng thụ xác thân ngàn, còn không thì tôi chuyển hàng trong thành lợi. Hả? Lão cũng đang trông đợi tôi giao hàng. Tôi đã tốn hao nhiều tiền rồi, đâu có dễ gì buông tha miếng mồi ngon. Đồng ý rồi phải không? Nhưng sợ tốn tiền hao bạc chứ gì phải không? Ôi, tốn hao bao nhiêu tôi cũng không có ngại. Tôi chỉ sợ là cô ta chế tôi già mà không chịu thôi. Trời ơi, người ta đi phi thuyền lên cung trăng 18 đời dương rồi mà vợ còn nằm mơ. Hả? Cô nói vậy là sao? Một viên thuốc ngủ bỏ vô ly nước ngọt của nó là dán đóng thuyền. Chừng đó ông muốn trăng sao gì mà không được. Ồ, cô quả là châu du tái thế. Ôi, ông phải nói là Khổng Minh tái thế mới đúng chứ. Nhưng mà... Nhưng mà sao nữa? Đánh tôi thì tôi không thích khen bằng miệng, vì miệng đi đôi với lưỡi. Nhưng mà lưỡi tôi nó không có xương. Nay nói vậy rồi mai nó nói khác khó lường trước nữa lắm. Tôi muốn khen cụ thể hơn à. Tôi sẽ thực hiện ý đồ đó. Nếu thành công, tôi sẽ làm y như lời của cô đòi hỏi. Vậy thì tốt. Bây giờ ông lo đặt tiệc trước ở trên phòng nha, để đãi cô ta. Tôi sẽ đưa cô ta tới dự tiệc nha. Ok. Ok. Bà chị ơi. Hả? Xin lỗi bà chị, làm ơn cho tôi hỏi thăm. Ông hỏi thăm ai đây?
Chẳng hay ông Quang có đến đây không bà chị? Nhưng mà anh tìm ổng có chuyện gì không? Dạ có chuyện quan trọng lắm bà. Ủa mà chuyện gì quan trọng vậy? Bà chị này vô duyên dễ sợ. Ê cái thằng cháu bắt chết. Trời ơi tự nhiên cái mắng tôi vô duyên hả? Chứ ai biểu chuyện của người ta mà cứ chèm cái mỏ. Hỏi tới hỏi lui thế mà ghét. Bà hỏi vậy không được sao? Bà chị hỏi như vậy là không có biết điều. Chuyện của người ta mà tìm hiểu để làm chi vậy biết nữa. Vậy thì con mau rời khỏi nơi đây đi. Bà không muốn thấy con có mặt trong nhà hàng khiêu vũ của bà đây. Bà chị là ai thì thằng này biết quá rành. Bà là ai con nói thử nghe coi. Thằng này là chị A Linh ở cầu hàng, chuyên dụ dỗ gái tơ cho mấy lão già dê. Bà dụ dỗ gái tơ rồi có sao không? Bản mặt khó ưa. Có cái bản mặt của bà chị đó nghe sao thấy nó muốn Muốn cái gì? Muốn cái gì? Đĩa mà đòi đeo chân hạt. Ai muốn bà chị ở đâu mà nói đĩa đói đòi đeo chân hạt? Vậy cho con thấy cái bản mặt của bà cái rồi con muốn cái gì đây? Muốn đục cho nó phù mỏ chứ muốn gì? Cái gì? Mày dám đòi đục phù mỏ tao hả? Mày dám không? Tao có tiền mày nghe tao kêu tụi nó cạo đầu mày cho mày coi mày đứng đó mày chờ tao đừng biết ai tao. Kìa Tám Thẹo, mày đi đâu đây? Dạ tôi đi kiếm ông chứ đi đâu. Cái gì? Ai bảo mày kiếm tao? Bà với cô Hai đậu xe khích ở nhà đây nè. Hả? Bà với cô Hai biểu mày kiếm tao hả? Dạ. Rồi bà với cô Hai mày đâu rồi? Ngồi ở ngoài xe kế cạnh đây nè. Trời ơi, bà và cô Hai mày sao biết tao ở đây? Bộ sai mày đi kiếm hả? Chuyện đó ông nội tôi cũng không biết được nữa. Ông Quang, sao rồi? Giang đã đóng thuyền rồi. Rồi bây giờ ông tính sao đây? Trời ơi, tôi đang rối như tơ vò đây nè. Cái chuyện đó để rồi mai mình nó tính. Đâu có được. Trời ơi, cháu múc rồi thì tiền mà trao chứ. Thôi đi đi bà nội. Lộn xộn hoài chết với tôi bây giờ nè. Dạ mẹ. Trời ơi, rồi bây giờ sao đây? Mày để tao đứng như mày ngó hoài vậy? Rồi mày chỉ chỗ cho tao chạy cho yên tao. Bây giờ chạy ngó này, chạy ngó này đi. Đi đi. Trời ơi, đâu có được. Không được hả? Không chạy ngó này. Ôi trời, cái ngã này cũng được nè. Để tao chạy xuống dưới bếp ha. Dạ. Rồi mày nói với bà với cô là mày không còn gặp tao. Dạ dạ, chạy mau lên, mau lên. Thành hả cha này, cho bỏ cái tánh dê đạo lộ. Dì Linh, dì Linh. Hiền, chuyện gì vậy? Dì Linh ơi, tại sao mấy lại nhẫn tâm cướp đi đời con gái? Mà từ lâu cháu gìn giữ, chờ ngày cùng với anh Chương làm lễ tứ hồng đóng phòng hoa chúc cho tròn câu. Mà giải quyết vấn đề êm xuôi, đừng nên làm khổ mình. Mà hại thân chứ ích chi. Cháu biết anh nói làm sao bây giờ, khi trinh tiết đã lắm bùng nhớ. Vì một phút mà suốt đời phải khổ đau, chỉ có cái chết mới mong rửa sạch bao tội nhục đắng cay này.
có nghĩ bậy làm liều để mọi việc dễ dàng xếp cho. Dì Linh con ơi, ở đây con chờ đi, để dì kiếm trả dì hỏi cho ra lẽ mới được. Trời ơi, nhục nhã xấu hổ cho tôi nè trời ơi. Anh Trương ơi, Trương ơi, còn đâu nữa hiền của ngày xưa, trong trăng thơ ngây mà anh thương yêu chiều chuông. Giờ chỉ còn đây một xác thân tủi nhục run rẩy bơ vơ buốt lạnh cả tâm. Sâu thăm thầm của cuộc đời, làm sao cũng dám về gặp mặt má, làm sao em dám nhìn anh mà không ngại ngùng xấu hổ. Chương ơi, nhớ ngày nào đó mong ban đầu giờ tan theo khói mây, chỉ còn đây một thể xác đớn đau. Mơ ơi, con muốn mình thoát khỏi cảnh ao tù nước đông, con muốn mình như một cánh chim bay vào bầu trời được sáng nắng mai. Có ngờ đâu giông tố của cuộc đời đang chực chờ vùi dập. Trời ơi, chắc con chết má ơi má, chắc con chết quá má ơi má, má ơi. Dạ, cháu chào bác. Giờ này bác chưa ngủ sao? Chào Chương đó hả? Dạ. Cháu đi đâu mà về khuya quá vậy? Dạ, cháu đi học thêm ban đêm để lấy cho được bằng C Anh văn. Thời buổi công nghiệp quá, văn quá kém thì khó tìm việc làm lắm. Cháu có chí vậy bác mừng. Ủa, giờ này bác chưa ăn cơm sao? Bác chưa có thấy đói. Hơn nữa, bác cũng muốn chờ con Hiền về ăn luôn thể cho vui mà. Bác à, bác đang bệnh, không nên thức đêm. Thức đêm thì có hại cho sức khỏe lắm. Ôi, bệnh già hơi đâu cháu lo. Chương nè. Dạ. Sẵn đây bác muốn hỏi cháu một chuyện. Dạ. Chuyện gì vậy bác? Mấy tháng nay bác thấy hình như con Hiền không còn đối xử với cháu tha thiết như xưa. Dạ. Dạ, không có đâu bác. Cháu đừng có giấu bác. Bác nghe người ta xăm xì và nói nhiều lắm. Bác à, bác hơi sức đâu mà nghe lời bàn tán của thiên hạ. Không có lửa, làm sao có khói hả cháu? Bác Mười ơi, cháu khuyên bác hãy an tâm. Phải đâu là người kẻ bất tín mà bác phải khổ đau, rồi để lòng buồn phiền tức giận. Nhưng bác đây không yên lòng khi nó giấy cháu chưa thành vợ chồng. Bốn phần mặt
vì nó mất nó tự thân. Bác đang bệnh, không nên suy nghĩ nhiều, e có hại cho sức khỏe. Cháu nghĩ coi, gia đình nó một mẹ một con, mà nó cứ đi sớm về khuya thế này thì bác làm sao mà không lo cho được. Ủa, giờ này má chưa ngủ sao má? Sao mày không để đến sáng đi về luôn thế? Ê, giờ này bộ khuya lắm sao mà má cằn nhằn khó chịu vậy má? Chứ mày nói giờ nào mới khuya? Làm thân con gái phải biết giữ gìn tai tiếng cho mẹ cha, chứ có đâu đêm nào cũng như đêm nấy, 1-2 giờ khuya mới về đến nhà. Bác à, Tao không ngờ bây giờ mày hư như vậy đó Hiền. Tôi có làm gì tai tiếng cho má đâu. Hay là má nghe theo lời thêm bớt của anh Chương rồi má chửi mắng tôi? Hiền, tại sao Hiền lại có ý nghĩ quấy cho tôi như vậy? Mày đừng có nói bậy. Không có thằng Chương, thằng Chưởng nào nói lại với tao hết á. Nội cái chuyện mày đi, mày đi ban đêm cũng đủ cho tao mang nhục rồi. Nói như má vậy hễ ai đi ban đêm là đều hư hết sao? Dù không hư nhưng mà còn dư luận nữa chứ. Má à, trên thế gian này có ai chết bởi dư luận đâu má. Đồ con gái hư. Bác à, bác. Má, má bảo tôi hư. Hư mà biết bao nhiêu người chiều chuộng nâng niu. Tôi thiệt với má, tôi như là một bà hoàng vậy đó. Không lẽ bọn họ toàn là lũ ngu sao? Theo tôi nghĩ, mình không cầu cạnh gian xin người ta, mà người ta sẵn sàng hiến dâng, thì trong tương lai người được hiến dâng phải đáp đền lại cho họ cái gì đó họ mong muốn. Từ suy nghĩ đó mà anh mới giúp đỡ má tôi để mà gây cảm tình, hầu để mà má tôi gả tôi cho anh chứ gì. Nhưng mà anh đã làm. Còn lâu có chuyện đó. Khốn nạn. Ông ơi, hồn ông có linh thiêng về đây mà coi con Hiền nó hỗn lâu nè. Em ơi, sao chị không trả tiền cho tôi? Cháu Hiền à, cháu nghĩ coi. Mà coi cái gì mới được? Má cháu mượn tiền của dì 1,5 triệu. Lúc cháu chưa đi làm, dì cho má cháu mượn đây tiêu xài. Sao cô nói với tôi tình nghĩa đồng hương, tương ái tương thân, cô ép tôi nhận, nói không trả cũng được. Sao bây giờ đây cô làm khó dễ tôi? Trời ơi, cô bác cái lối xóm nghe nè, mượn tiền không trả còn nói móc lò, tất chết đi thôi. Thiên Lôi ơi, ông ở đâu? Nó đang ở đây. Sao mà rộng hồng ai mà ngủ được, bởi mà thánh thần là sát tình. Rồi, gặp đại bàng xanh nữa rồi. Đêm hôm khuya khoắt mà ông cái thà la của bà đó, ông mà hãm bớt âm thanh đi, đừng có làm phiền lối xóm nữa cho đi mẹ. Cha biết cái gì mà cha xía vô, thiếu nợ ông cho người ta đòi hả? Nhưng giờ này là 11, 12, 1 giờ khuya rồi. Bà la như khỉ mất không vậy. Ở đây là cái xóm cầu ban kia, chứ không phải sở thú ở đâu mà muốn rống lúc nào cũng rống. Ngon ha. Nè, bà nói cho đại bàng xanh biết nha, bà đâu không phải là tay dừa đâu nha. Bà đã từng giết hàng trăm con ruồi ở chợ cộng lãnh phải không? Vô duyên. Chứ tôi có nói tôi có duyên hồi nào đâu. Thôi, khuya lắm rồi, hai người đừng có cãi nhau nữa, để cho lối sớm còn ngủ nữa. Dì Linh, đây nè, 2 triệu nè, cả tiền lời đó, cầm rồi đi về đi, để khuya quá rồi cha chài chú chớp nó giật xe bây giờ á. Thôi dì về nha, bữa nào rảnh tôi đến nhà thăm chị nha chị mời. Tôi đốt phong long lên, bà đừng tới nữa. Đồ mặt cho chích gian. Hiền, gì má? Tiền ở đâu? Tiền ở đâu mà mày có nhiều như vậy? Má không cần tìm hiểu làm gì cho mệt, miễn là dì Linh không có nặng nhẹ má được rồi. Thôi đi về mày, ở đây nhìn người ta sao tao thấy nó chướng tay gai mắt quá.
Thưa bác, cháu về. Tôi cũng về luôn nha chị ơi. Hiền. Gì má? Tao nghe người ta đồn đãi mày, mày mở quán bia ôm có phải không? Phải. Hả? Mày có gì đâu má ngạc nhiên vậy? Nhưng tao không muốn mày làm cái nghề đó. Má không muốn nhưng mà tôi muốn. Vì nó kiếm được nhiều tiền má biết không? Nhưng tao không muốn có một đứa con đi bán bia ôm. Bán bia ôm. Mày nghe rõ chưa? Vậy được rồi. Vậy tôi sẽ đi khỏi nhà này để cho má khỏi xấu hổ xấu mắt với bà con hàng xóm má ha. Mày đi đi. Khi nào hư hỏng xác thân hay trở về đây mà nhớ con. Cá không ăn muối cá ư? Con cái cha mẹ là trăm đường con hư. Đã ra đi rồi là tôi không bao giờ trở lại cái mái lá nghèo nàn làm nghề cắt rau muống như vậy nè. Tôi khổ quá rồi. Tôi chịu nhiều tuổi cực quá rồi. Tôi đi. Rồi tôi gửi tiền về cho má. Chào má. Hiền. Hiền. Con bố má thật sao? Hiền ơi. Hiền. Sao rồi? Ơi, ạch đuổi lắm cháu ơi. Số gì là số con rệp. Cho dai đến đâu người ta giật đến đó à. Giật riết rồi đâm ra tán gia bại sản. Ai biểu gì cho dai cắt cổ mổ họng người ta làm chi? Cháu nói vậy là quan cho gì nha. Vì cho dai 100 thịnh 150. Chứ có nhiều nhỏ gì đâu cắt cổ mổ họng. Chứ theo gì ăn lời bao nhiêu mới gọi là cắt cổ mổ họng? Cháu không biết chứ. Người ta cho dai 100 thịnh 180. Rồi mỗi ngày góp 40. Họ lấy 40 đó họ cho dai tiếp lấy lời. Tính ra mỗi tháng 100 vốn đẻ lời ra là 70-80 nữa. Ê, sao dì không bắt chước người ta đi? Làm ăn nghề nào cũng phải cạnh tranh chứ. Vì cho dai như vậy là để thu hút khách hàng, với lại để làm phước. Thu hút đâu cũng thấy, mà chỉ thấy trắng tay. Thật đúng với cái câu của tàu thì đổ âm ti. Hiền à, nghe nói lúc này cháu làm ăn khấm khá lắm phải không? Ôi, khấm khá khỉ khô gì dì ơi. Đời làm bé mà, chẳng khác nào con ở. Chỉ khác con ở là cái chỗ được ngủ với chủ mà thôi. Dì muốn được với cháu trợ cho đâu. Đụng cha nào nó cũng làm tiền gì hết à. Tốn tiền mà hạnh phúc. Hạnh phúc cái con khỉ khô á. Mỗi lần đi ra đường hả, cái thằng chả phải đi trước. Còn đi trước thì tôi thụt lùi theo sau. Rồi, vợ chồng gì kỳ vậy? Thì thằng chả sợ người ta nói thẳng là thằng chả là con của dì. À, hiểu rồi. Thì ra dì thích trai tơ. Chứ trâu già mà ăn cỏ già thà chết sướng hơn. Ăn cỏ non ngon hơn chứ. Vậy thì dì đừng có than. Tại cháu hỏi dì mới nói chứ dì đâu có than đâu. Cháu hỏi thật dì nghe. Từ ngày mà dì biết lấy chồng đến nay đó, được bao nhiêu ông rồi? Đâu có nhiều đâu. Để coi tính sơ sơ. Chồng già, chồng bé, chồng sồn sồn. Đâu có chừng 25, 28 gì đó à. Trời đất ơi. Mà còn chưa tính là mấy cái lẻ tẻ nữa đó nghe con. Trời ơi, trời ơi. Nếu tính ít lắm mà cũng 30 có đầu à. Hết biết gì luôn. À mà dì, dì đến chơi hay là có chuyện gì không? Tới đây trước thăm cháu. Sao nhờ cháu thương xót cho dì dai chức đỉnh nặng gì cho dai là kiếm lời vậy mà. Biết rồi, biết rồi. Có bao giờ mà dì đến kiếm tôi là không có chuyện gì đâu.
Không, kiếm là tiền thôi à. Gặp là chỉ tiền thôi à. Trời, cháu biết quá còn hỏi chi. Đây nè, 500.000 đồng nè. Từ nay đừng có làm phiền tôi nữa nha. Thiệt là chưa thấy ai tốt gì cháu hết trơn nha. Cảm ơn cháu nha cháu. Phiền phức ghê. À, chào cưng. À, chào ông bạn già. Sao cô đến đây nữa? Định làm ai làm mối cho ai nữa đây? Đâu, 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 đâu. Ghen bậy ghen bạ nữa đi. Vậy đến khảo tiền em đó. Rồi em có đáp ứng lời yêu cầu của cô ta chưa? Nếu chưa thì làm sao yên với vậy? Có tiền rồi sao còn chờ gì nữa mà chưa chịu đi? Đi thì cũng đắng người ta đi. Làm gì nữa tài. Mình làm gì giờ này mới đến? À, tôi nói công việc ở công ty nó bề bộn quá, giải quyết mãi mới xong đó. Mình nè, hứa với người ta cái gì còn nhớ không? Trời ơi, làm sao mà anh quên được. Đâu? Đây, trời trời, đây 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 đây. Ồ, đâu? Cưng xem coi có được không? Trời ơi, đẹp quá. Mấy ly vậy mình? 105 ly đó. Trời ơi, hột xò mà mình làm như đạn súng cối không bằng. À, thì cứ bỏ bớt 100 đi, còn 5 ly được không? Được chứ. Em cảm ơn mình nha. Ôi, ơn nghĩa gì. Cưng vui là anh mừng rồi. Vậy hả? Phải không? Đó. Mình ơi. Có mình đây. Mình, vật kỷ niệm của mình tặng á, không lẽ em đem bán? Chứ làm sao? Bởi vậy, do đó mà em muốn nhắc mình á. Có chuyện gì nữa? Mình, mấy tháng nay đó, mình quên cho em tiền xài riêng. Trời, em khổ chết à. Sao là vậy cả? Xin em cho anh biết. Còn nói cho anh biết nữa. Chớ bấy lâu nay, tháng nào anh cũng chi đủ. Chuyện đó thì quá rành, nhưng đó là tiền tháng. Mệnh còn tiền sáng tiền trưa cho em xài mỗi ngày. Quên rồi phải không? Mình đã quên rồi, mình đâu có chi cho em. Vậy mà anh cứ đinh đinh tin chung trong tiền tháng của em rồi. Anh đâu có ngờ, thôi để anh bù lại cho cưng. Bù lại ha. Vậy cảm ơn mình nha. Thôi bây giờ thì thay đồ đi, rồi đi ăn sáng với anh nha. Mình ơi, rồi. Mình ngồi đọc báo chờ em chút nha. Rồi. Em làm sửa soạn mau lắm. Rồi, ha. Lẹ lẹ nghe cô. Lẹ lẹ mà. Ừ. La 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 la. Dạ, dạ thưa ông. Bà này, làm tôi giật mình muốn đứt tim à. Thưa gửi gì nữa đây? Dạ. Dạ. Dạ, dạ cái gì? Dạ tôi. Tôi sao? Dạ tôi muốn hỏi. Hỏi cái gì? Dạ hỏi con. Con nào? Dạ con Hiền. Không có gì hết á. Ở đây không có Hiền dữ nào nữa hết trơn á. Ê, mà bà là cái gì của cô Hiền vậy? Dạ tôi là. Là gì? Má của nó. Nó vậy à, đây là má. Ma của nhà con sao? Ông già rồi, ông ăn nói đàng hoàng một chút chứ. Già cái gì mà giả hoài vậy? Dạ con. Lại dạ con nữa, tôi muốn hỏi thăm con Hiền. Dạ à, kìa. Anh già của con xuống kìa. Má gì mình ơi? Ơi, gì vậy? Có má. À, má. Má tìm đến đây làm chi vậy má? Má tìm đến đây để thăm con chứ làm chi? À,
Mình ơi. Hả? Mình mình cảm phiền mình đến nhà hàng uống cà phê trước đi ha. À, em nói chuyện với bà già một chút ha. Má ở nhà nói chuyện với nhà con nè. Ừ? Anh đi nghe cưng. Được rồi, đi đến đó đợi em. Ừ. Đi đi. Hiền. Dạ. Ông ta là chồng của mày sao? Ôi, chồng ngày vợ bữa đó mà. Có gì đâu mà phải thắc mắc cho mệt. Nhưng ông ấy đáng cha của mày mà. Mọi thứ trên đời này đều lệ thuộc vào đồng tiền. Tiền nó đưa con người từ chỗ nghèo hèn lên địa vị cao sang. Rồi cũng chính nó, chính nó đưa con người từ địa vị cao sang xuống tổ cùng hèn. Má đừng có giảng sách thánh hiền nữa được không? Má tìm tôi có chuyện gì thì má nói ra đi. Hiền, má muốn con quay về với thằng Chương. Chỉ khi nào anh ấy điên mới nghĩ đến chuyện cùng con sum họp. Nếu mày cương quyết không quay về với thằng Chương cho trọn tình trọn nghĩa thì tao... Thì má từ tôi chứ gì, phải không má? Hiền ơi, vẫn mà nói vậy chứ cha sanh mẹ đẻ nào lại đi từ con cái. Có chăng là con cái muốn xa cha lìa mẹ để tìm cuộc sống xa gia. Sanh con xa mà chỉ mong con khôn lớn lên người. Ba con chết từ khi con chưa tuổi buồn, má ban từ trái cốc trái bụi nuôi con. Con mũi cắn con làm con cướp giấc, má phải ngồi thu đêm để hoạt cho con. Dù thức đêm xa thân ngồi ngồi, má vẫn không một tan thở. Chết bụi chứ không bao giờ tôi trở lại cái xóm nghèo với ao rau muống nữa đâu má. Cái ao rau muống sình lầy dơ bẩn, nhưng nó đã nuôi em nên dai nên dốc như ngày nay. Nhưng nơi đó nó không cho tôi giàu sang, mà chỉ cho tôi nghèo khổ đói rách. Thì anh đừng có buộc tôi phải lưu luyến cái cội nguồn khốn khổ ấy làm gì. Nhưng đừng nói nữa, im đi đừng có nói nữa. Thank you.
hiểu mà. Tôi biết mà anh chứ, tôi đang đi con đường u tối, để lần vào cõi u mê. Trước mắt tôi, trước mắt tôi là hào quang sáng lạng, để con thiêu thân lao đầu vào tử quỷ xác thân mình. Mới còn biết làm sao khi tay con đã lỡ nhúng chàm. Con cũng muốn làm đứa con hiếu thảo để mẹ mình khỏi sớm nắng chiều mưa. Nhưng ai có biết đâu ngoài kia con đường chông gai hiểm trở đã đợi chờ để vùi dập xác thân, đã xa chân vào cạm bẫy. Khi bừng tỉnh ra thì đã quá muộn. Không muộn đâu em, chúng ta yêu nhau từ thuở cấp sách đến trường. Tình yêu ấy đối với anh là lẽ sống. Hiền, anh tha thứ cho em tất cả. Anh Chương, Chương ơi, hãy về đi, hãy về mà lấy vợ đi anh, để quên kỷ niệm của thời xa xưa ấy. Hãy xa lánh em đi, hãy nguyền rủa em đi, đừng trông đừng đợi làm gì cho uổng công, vì em bây giờ không phải là em nữa, mà là một kẻ phản bội dông ân. Anh hãy đi đi, đi đi, đừng đợi trình còn xa xôi lắm anh ơi. Có lẽ lần đi này không bao giờ trở lại, có thương tôi xin thắp nén hương lòng. Về mày, về chị Mười. Khoan đã. Còn khoan hò gì nữa đây? Tôi muốn hỏi chú một câu. Mười câu tao cũng trả lời ron rót rồi, nói chỉ một câu. Hỏi đi, tao không có thì giờ rỗi rảnh đâu. Có phải chú và anh Chương đưa má tôi đến đây phá rối tôi phải không? Tao đưa, chứ không phải thằng Chương thất tình đưa đâu. Kìa, chú Tám, chú ăn nói gì kỳ vậy? Nè, má tôi mướn chú bao nhiêu tiền vậy? Thiệt, tao không phải ham tiền như mày lầm tưởng, mà vì thấy chuyện trái tai gai mắt nên mới đưa chị Mười đến đây để nhìn cho rõ mặt đứa con thân yêu. Đã quên, cội quên nguồn, chẳng có nghĩ gì công lao. Ai đã mang nặng đẻ đau, ai chẳng hoàng nắng mưa, sương gió không màng, chỉ mong sao cho con mình được ăn học với người ta. Còn đâu tâm hồn mà ngây thơ của một cô gái ngoan hiền cùng với mối tình nghèo. Đẹp mà như một dần trăng. Thôi, chứ đừng có nhắc chuyện đời xưa. Giữa thời buổi kim tiền, tôi chẳng muốn quay nhìn cánh nghèo túng năm xưa. Nhưng mà mày, nếu tôi dạy tôi ngu thì tôi gánh chịu một mình. Mắc mớ gì mà chú làm thầy đời. Thân chú còn lo không nổi. Thân tao có gì đáng
hồi tâm, quay về nẻo thẳng đường ngay. Nếu trật đường thì gặp thiên lôi. Chú, nãy giờ tôi nhịn chú nhiều rồi nghe chú. Không nhịn làm gì tao, nhào vô. Chú làm gì vậy? Chú Tám. Trời ơi chú Tám ơi, chú làm gì kỳ vậy? Sao lại muốn đánh phụ nữ? Đánh phụ nữ mới chắc ăn mày. Thôi má về đi. Anh Trương cũng về đi. Anh Trương, anh đừng tìm tôi nữa. Đừng tìm tôi nữa. Về đi. Hiền, Hiền không cần đuổi. Tôi cũng biết phận mình để mà rời khỏi nơi này, và sẽ không bao giờ trở lại. Vì tôi là một dòng sông đưa con đò xuôi ngược, thì làm sao dòng sông giữ được con đò. Tôi đi mà nhớ mà thương bóng dáng một người, một bóng dáng mà tôi yêu tôi mến, nhưng suốt đời hoài vọng cũng đành thôi. Nước mắt tôi rơi khi vừa hiểu ra, vì nghèo mà không giữ được người mình nên nàng mới phụ phàng sáng ngang lăn thân vào con đường son phấn. Biết mình nghèo còn thương ta chi vậy? Mày thấy tao không? Không thương, không yêu ai hết cho nên nó khỏe ra hả? Đi mà có ai yêu tao đâu mà không khỏe. Tôi biết phận mình lắm chứ. Tôi là một tên tài xế thấp hèn, đưa đón khách trên vạn nẻo phong trần. Người ta bước lên, người ta bước xuống là đã quên rồi. Dù cho tên tài xế còn lẳng tìm dữ cũng không tìm thấy được nó đâu. Vì ngu đần tôi nuôi nhiều ảo mộng, mong có ngày gặp lại cố nhân. Miền đất là nguyên tự nhiên có mọc, tôi mang lo nghèo nên bạn ngọc có đồ. Đừng nói nữa, tất cả hãy về đi, về đi. Cứ coi như là tôi đã chết. Hiền, Hiền, mày khốn nạn lắm Hiền ơi. Hiền, bác Mười, bác Mười. Trời ơi, thổ huyết, giờ làm sao bây giờ? Trời ơi, bác ta. Trời ơi, bác Mười, bác thổ huyết rồi. Đưa đi cấp xin luôn, đi, thôi dìu ra ngoài đường, dìu đường đường đi. Lẹ đi chú Tám à. Chào cô, tôi muốn tìm bà chủ quán này. Cô muốn xin việc hả? Rất tiếc cô đón sai người rồi. Nhờ cô cho tôi gặp mặt bà chủ. Và cô đón người cũng không đúng, vì tôi đâu phải tôi tớ của nhà này. Thì ra cô đây là chủ. Vậy cô muốn hỏi gì? Một chuyện quan trọng. Cho cô hay cho tôi? Cả hai. Nói đi, tôi nghe đây. Cô có quen người trong tấm hình này chứ? Cô là ai? Muốn gì?
tôi là con của người đàn ông trong tấm ảnh này đây. Còn cô đây, cô có phải là nhân tình cùng với ba tôi yêu nhau tha thiết? Cô muốn biết á thì cô hỏi ba cô là cô sẽ biết liền à. Nhưng tôi muốn chính miệng của cô nói ra, nếu tôi nói tôi là nhân tình của ba cô thì cô nghĩ sao và có thái độ gì? Trả lời đi, sao cứ đứng lặng thinh? Bởi vậy tôi mới tới đây để dạy dỗ ai? Cô hơi quá đáng trong hai tiếng dạy dỗ rồi. Chứ ở cương vị làm con, cô đâu có quyền chen vào chuyện của người lớn chúng tôi. Vì vậy tôi mới tới đây để yêu cầu. Yêu cầu tôi buông tha cho ba cô chứ gì. Mục đích của tôi đến đây chỉ có vậy thôi. Tốt hơn hết là cô xuống chợ trời mua một sợi dây lòi tối, đem về buộc chân ba cô lại là chắc ăn. Cô là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Còn ba cô, ba cô là người cướp đoạt trinh tiết của tôi. Vậy giữa tôi và ba cô, ai là người có tội? Chuyện đó tôi không cần biết, cô phải biết. Vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình tôi buộc cô phải buông tha ba tôi lập tức. Chuyện đó thì thuộc về ba cô, có dính dáng gì đến tôi? Nếu mà cô không chịu nghe lời, cứ khư khư bám vào ba tôi để có tiền phấn son thì cô làm gì? Đừng có dọa nạt, tôi nói là tôi làm chứ không có hăm dọa cô đâu. Nè, cô đừng có ỷ y. Thôi chớ có nhiều lời, tôi nghe thêm giận. Làm gì thì làm đi, tôi đang chờ cô đây. Cô đừng hòng hăm dọa tôi. Tôi đã nói hết lời mà cô không chịu nghe. Sau này có chuyện gì á thì cô đừng có hối hận. Nói dài nói dai, bộ không mỏi miệng hả? Nghe mà phát mệt. Chào cô. Em yên tâm, còn lâu cô ta mới đụng đến Hiền được. Nãy giờ anh đã nghe tất cả. Phải. Bây giờ em phải đối phó sao đây? À, một kế hoạch mà cô ta đã vạch sẵn cho Hiền rồi đó. Nhưng em sợ bỏ ông ta quá sớm rồi sanh ra chuyện lớn đó anh. Hiền à. Hiền đó có thành đầu gấu này đã lo. Nhưng anh có nhiều nhân tình. Có nhiều nhân tình Vì anh chưa tìm được một người lý tưởng thế thôi. Thì ra anh còn lựa chọn. Mà anh đã chọn được rồi. Người ấy là ai vậy? Là em đó. Là em? Không, em không tin. Hiền em ơi, đời ta như chiếc lá, gió cuốn bay đi, mong chi có nơi bình yên, chứ cánh chim côi còn mãi. Ta đắp xây câu tình yêu cho cũng đàn thôi lỡ nhịp đường tơ. Nhưng Thành ơi, em là con đò chở nhiều cay đắng. Còn anh muốn làm người chèo đò đưa em rời khỏi vùng sóng gió, theo dòng sông định mệnh đã an bài. Rồi từ đó anh sẽ dìu em trên vạn nẻo đường. Mình sẽ gọi tên nhau những đêm buồn trở lạnh, đôi tay gầy sưởi đâu mà hối tiếc. Anh còn gì đâu mà phủ bả tình em. Hai chúng ta là hai con thiêu thân, sao không bắt tay nhau mà đắp xây hạnh phúc.
đời anh. Em làm tan nát xác thân em, với hay lỡ lầm chưa chắc bằng lòng chia nhau hạnh phúc. Em là gái giang hồ, còn anh là trai du đảng. Sắc hương kia tình yêu nọ thì ái ân muôn thuở chẳng phai tàn. Tình của chúng ta không chút mây sầu. Hãy nói yêu anh bằng tâm tình rơi rớt, hãy cho anh giả phúc giao xuân. Rồi anh sẽ kể cho em nghe cuộc đời phiêu bạc, một cuộc đời sóng gió của chàng trai. Thằng con trai trên 20 tuổi đầu nếm mùi cay đắng, đã bỏ gia đình làm con thú. Âu yếm quá ha. Hôm nay ta mới thấy được bộ mặt của con đàn bà phản bội và một thằng đàn ông chuyên sống bằng máu của đàn bà. Ông vợ một vợ hai thì đừng có trách tôi có nhiều nhân tình nhân ngại. Khốn nạn, hồi mày còn đói rách. Tao thấy mày dễ thương lại hiền, mày thật thà vui vẻ lại ngoan, nên tao đây mới đem giả yêu mình ngày đêm biết bao là năm mà ta biết bao là bạc vàng. Rồi mày hứa nhất quyết là mày sẽ làm vợ hiền. Tao cho mày tiền để mày nuôi sống bản thân. Vì ông là giám đốc công ty cá mập, chuyên môn nhập cảnh thân hình, chuyên môn mua bán ái tình, mua thể xác gái tình quyền. Nè, cái thằng sinh con để mà băm theo giặc ngao đàn bà, ở đây ai mà không biết mặt cái mặt trái lại đóng vai anh hùng. Đem má đẹp trai lợi dụng ái tình, khi hết tiền trở mặt sợ danh. Đem tiền nuôi gái thật là ngu là dại. Đi đi, đừng có để cho tôi nổi giận. Nghe nè, cái nhà này tao mua, tao sắp tao tạo, đừng làm chàng mất mạng với tao. Tôi bây đâu phải là chủ nhà, rồi lên mặt rồi xua đuổi tao. Tao mời công an tới hút hết bây giờ, rồi từ đó hối hận ăn năn. Anh à, anh ngồi đây anh đấu với lão đi, để em lên lầu em lấy vali cho lão về với vợ con của lão. Ê, cái con phản bội kia, mày không được, mày làm gì thế? Ê, mày, cái gì? Ê, mày... Ê. Ông nên biết điều một chút chứ. Tao hay là mày? Ông đó. Nhà này là nhà tao mua. Nhưng mà Hiền đứng tên. Nhưng mà trời ơi, tao không để cho tụi bay yên đâu. Ê cái già kia, chửi tụi này tụi nào? Tụi này là tụi nào? Tôi và Hiền, ông định giết ai? Cả hai. Cả hai. Trời ơi. Nè. Ê, Thành ơi, coi chừng đó. Muốn làm cái gì? Làm thử tao coi. Tao giết mày. Mày dám làm gì tao? Tao sẽ giết mày. Trời ơi, tụi bay phải chết. Tụi bay phải chết. Ủa sao mày chạy? Nè. Ê. Thành ơi. Nè, chú mày có thấy con nhỏ đứng bên kia đường đó không? Thấy rồi. Sao? Chú mày tìm cách nào để đến gần nó, thừa lúc nó không để ý, tạt cái chai xích này vào trong mặt nó. Xong việc tao sẽ thưởng cho chú mày một cây vàng 4 số 9. Dễ thôi. Được, xích đây. Nhớ cẩn thận, để bị bắt là nguy đấy nhá. Nghe có chàng mà. Hiền.
hại nó. Nó cướp của tôi. Đừng, đừng, không, đừng bắt tôi, đừng giết tôi. Mình tàn ác quá, đã làm hại đời con gái của người ta, rồi lại còn hủy hoại nhan sắc của người ta nữa. Nếu là con của mình ở vào trong cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ nghĩ sao đây? Ba, ba, ba có sao không? Có chuyện gì vậy? Tuyết, ba không được khỏe hả? Lúc này ba ngủ thường la hét lên kinh hãi. Để con đi mua thuốc an thần cho ba nghe. Ba, ba chỉ hơi đau đầu chút thôi con. Hay là ba nghỉ ít ngày cho khỏe đi. Công việc của công ty để con thay ba lo cũng được mà. Đâu được, con chưa có kinh nghiệm, ba không yên lòng đâu. Thôi để ba sửa soạn rồi ba đi làm đây. Ba, ba ơi, ba sao vậy nè? Ba ơi đừng làm con sợ mà. Chị Bếp, chị Bếp ơi, chị Bếp. Ba, cô nói đi tôi nghe. Cô muốn xin tiền hả? Tôi không phải là ngân hàng. Từ ngày em bị nạn, làm cho gương mặt ghê tởm. Anh đã thay đổi nhiều quá. Đời mà, phải biết thay đổi để tìm hướng đi lên chứ. Ngày nào câu nói ấy của em bây giờ, ngày ấy và bây giờ, khoảng cách thời gian đó đã giúp cô học được những gì thêm? Ăn năn và hối hận. Nhưng rất tiếc, ăn năn và hối hận nào cũng đến sau chuyện đã rồi. Đáng lẽ ra anh không nên nói những lời cay đắng đó đối với em trong lúc này mới phải. Vậy cô muốn tôi nói hiện tại chăng? Phải. Ừ, vậy thì tôi nói cho cô nghe, tôi nói cho cô biết, căn nhà này nè, tôi bán cho người khác rồi. Hả? Anh, anh vừa nói gì? Nói gì mà em nghe không rõ vậy? Điếc dữ vậy? Nghe tôi nói nè, tôi nói căn nhà này tôi bán cho người khác rồi. Bán cho người khác rồi? Ừ. Dù hiện nay em rất dao động, nhưng không vì thế mà trí óc của em thiếu minh mẫn đâu anh. Ý của cô muốn nói là nhà này là nhà của em kia mà. Làm gì la dữ vậy? Vậy thì trí óc của cô còn minh mẫn chỗ nào đâu? Anh nói vậy là sao? Nè, tôi nhắc lại cho cô nhớ nha. Hiền, cả tường này anh thấy em có vẻ lo lắng gì vậy? Có chuyện gì đâu anh. Em đừng có giấu anh. À, hay là nhớ đến cha già đó phải không? Đó đó, anh lại ghen bậy ghen bạ nữa gì? Rồi em đang lo như là điên đây nè. Em lo hả? Ừ. Mà em lo chuyện gì? Có thể em nói cho anh biết được không? Anh à, em sợ mình bỏ ổng sớm quá đó. Rồi cái ông tìm cách làm khó làm dễ cái căn nhà này đó. Ờ, nếu anh nhớ không lầm thì thằng Chả mua căn nhà này do em đứng tên mà. Đành là vậy, nhưng nhà của người ta bỏ tiền ra mua, chắc người ta không có để yên cho mình đâu. Thôi nè, vậy anh tính như vậy được không? Anh tính sao đâu, nói em nghe coi. Anh nhưng mà anh nói ra em đừng hiểu lầm anh rồi nghe. Ghét không? Anh làm gì rào trước đó làm sao vậy? Đã là vợ chồng thì anh phải có bổn phận giúp em chứ anh. Ừ? Của em là của anh mà. Thiệt ha? Thiệt sống thiệt. Của em là của anh ha. Ừ.
Nè bây giờ anh tính vậy nè. Sao anh? Bây giờ tạm thời em làm giấy bán căn nhà này cho anh, rồi sang tên cho anh. Bán căn nhà này cho anh? Ừ, đây là vấn đề tạm thời thôi. Nếu trong thời gian đôi ba tháng hay một năm mà thằng Trả đó không có thưa kiện gì thì sau đó anh làm giấy bán căn nhà lại cho em đó. À, làm như vậy được không? Sao không được? Nhưng... Nhưng gì? Ờ, à, được rồi, không tin phải không? Thôi nếu em không tin thôi thì coi như anh không có nói gì hết á, không tin thôi. Anh... Thành... Cái gì? Biết quá. Em có nói là em không có tin anh đâu. Tự nhiên cái giận người ta. Giận gì? Thiệt em bây giờ làm theo lời của anh ha. Như vậy em đồng ý kế hoạch của anh phải không? Ừ à. Vậy ha. Ừ. Thành, tao không ngờ, tao không ngờ mày vô lương tâm như vậy. Ê, lương tâm là cái chó gì mà hễ động tới y như là kẻ ăn xin thường sử dụng. Tao chẳng có sợ con mẹ gì cả. Tao cũng chẳng giống như con mẹ Linh ngồi tù vì dụ dỗ cái gì thành niên. Tao nói thiệt với mày á, tao không phải. Thôi mày câm miệng lại đi. Bây giờ nhan sắc tao tàn tạ, mày muốn tìm cách lánh xa, có phải vậy hay không? Đúng. Vì đối với tao lấy ai người ấy phải in ra bạc, nuôi tao áo ấm cơm no tao mới yêu thương mà thôi. Thành, mày là thằng tôi, tôi nhất trên thế gian. Chuyện liêm gót chân đàn bà rồi trở mặt quay lưng, ta không chối cãi điều này. Tại mày ngu thì mày ráng chịu, đừng đem lời chắc móc tao. Tao điên lên à, mày khổ thân đó. Mày đừng có dọa nạt tao, mất quá mày giết tao là cùng. Ê ê ê, ê con chó điên. Ê con chó điên. Tao không có dạy gì mà giết mày đâu. Một tên dù đạn khét tiếng mà cũng sợ ở tù sao? Mày hiểu lầm tao rồi. Tao muốn mày sống để ăn năn sám hối, chứ giết mày á, giết mày thì sớm. Quân bất nhân, bất lương, súc vật, súc vật. Mày lại tên bất lương, mày là súc vật, mày là súc vật, súc vật nè. Ê, mày đừng có tìm cách chọc tức tao vô ích. Tao không ngu dại giết mày để tao mang quả vào thân nữa. Nè, bây giờ tao đi công chuyện, chúng ta trở về. Nhưng mày nhớ, khi tao trở lại căn nhà này, ta không muốn thấy cái mặt chung du diễm của mày, mày nhớ chưa? Trời ơi, khốn nạn cho đời tôi, khốn nạn mà, khốn nạn cho đời tôi mà. Bác Mười ơi, Hiền đã không nghe lời bác, cho nên phải chịu nhiều đau khổ như ngày nay. Ngày xưa nếu cháu được như thế này thì bác và Hiền đâu phải chịu khổ. Anh chưa kìa. Hiền, anh đến hồi nào vậy? Anh thắp nhang cho ba em đó hả? Tôi thắp nhang cho bác gái. Hả? Má em đã chết rồi. Anh có đi tìm, nhưng người ta không cho vô nhà.
Con thương má nhiều lắm ơi. Sao má nỡ bỏ con vậy má? Má ơi, đã bao lần con muốn chạy về gục đầu bên gối má mà khóc cho vơi đi nỗi niềm cay đắng. Nhưng mỗi bước chân đi ngại ngùng bỡ ngỡ sớm cũ đường quen sao xa lạ vô tình. Bao lần con về muốn rồi nhẹ nhàng căng dặn đừng về muốn nữa má lo. Má ơi, con có tội với má vô cùng. Trời ơi, những cảm bậy của cuộc đời, lời má Hiền, em đừng đau buồn quá. Trước khi nhắm mắt, bác Mười có nhờ anh trao chiếc hộp này cho Hiền. Đôi nhẫn vàng má. Phải, đó là kỷ vật của người đã chết, trao lại cho anh. Giữa đêm mưa gió đen trời, trong mây lá nghèo cô đơn, không thân quyến không họ hàng. Người mới cầm lấy tay anh mà giọt lệ đồng ngỡ dành mê. Trao giúp bác việc này, ơn trao bác không quên. Đây là đôi nhẫn vàng bác sẵn chờ ngày cưới sinh giữa cháu và con Hiền. Nhưng nó đã bỏ ra đi theo phân son đô thành qua lệ. Cháu tìm nó trao quy lại dùng, thế là người chúng hơi thở sao cùng xa lìa
nhà anh không bao giờ được đeo vào ngón tay ấp út. Hiền, Hiền ơi, dẫu có khóc than cạn dòng nước mắt thì người mẹ thương yêu cũng không làm sao sống lại. Em hãy cô nén đau thương xa lìa nơi u tối, thì nơi cõi xa xăm bác cũng thỏa và vui cười. Bác Mười ơi, hồn bác có linh thiêu hải nương khói hương trầm, về đây chứng kiến cho đứa con mà bao đêm bác trong đèn ngồi đợi, thấp thỏm mong chờ tiếng sói đồng bước chân quen. Nay bước chân lạc lối đã tìm về bên gối mẹ, chắc bác đã tha thứ rồi vì lòng mẹ bao la. Hiền ơi hãy bình tâm chữa cho lành bệnh, là em đã chuộc tội với mẹ rồi. Má ơi, đây là đôi nhẫn mà má đã chắc chiêu dành giùm để dành cho ngày xuất gia của con. Nhưng má ơi, con không xứng đáng giữ kỷ vật này. Không, em hãy giữ gìn đôi nhẫn vì đó là tình thương và niềm hy vọng của ba thế mười. Hiền à, dẫu có té đau nhưng em hãy gượng đứng lên và làm lại cuộc đời. Dù sức mỏi tàn hơi bác vẫn không thôi vòng. Em hãy nhìn đối nhận, đó là tất cả tấm lòng của mẹ để làm nơi nương tựa hầu vượt qua bão táp phong ba. Dù tình mình giờ đã sang trang, không duyên nở đường đời hay lối rẻ, xin cho anh được làm anh hay là bạn, để trên đường đời em không cô độc bơ vơ. Anh, ủa ai vậy anh? Hiền đây. Chị Hiền, chị Hiền đây sao? Phải. Tuyết ơi, ngày nay tôi chẳng còn chi, lòng tôi tê tái chua cay, dĩ vãng khơi thêm đau thương, càng khơi càng thêm tôi nhung. Hiền ơi, bao kỷ niệm nên câm nín mà thôi. Chị Hiền ơi, giờ đây em mới hiểu, trong cuộc đời son phấn xa qua cũng lắm nỗi phong ba cay đắng. Giống tình bạc nghĩa nên đường đời
Tuyết nói phải đó Hiền. Thời gian sẽ xóa đi tất cả những vết tích trong đời, rồi sẽ có một ngày Hiền cảm thấy bình thản như những người con gái khác khi đã quay về cuộc sống bình thường. Phải sai lầm là điều không ai tránh khỏi. Đừng quá tủi buồn mà ảnh hưởng đến tương lai. Rồi đây có một ngày chị sẽ phôi phai, cảm nhận được tình thương yêu quanh chị. Một nén hương xinh khấn người đã mất yên, và kẻ ra đi và ông già kẻ quay về. Tôi nay mong chị nghĩ suy, đừng nên để ý những gì đã qua. Cuộc đời còn lắm nỗi phong ba, chị nên vững dạ chân xa vì bao dòng. Những lời an ủi của Tuyết tôi vô cùng xúc động. Tôi, số phận khắc nghiệt cũng chẳng buông tha cho ba tôi. Hiện giờ ông đang thét la ở trại tâm thần. Trời ơi! Hiền, tôi đã làm tròn bổn phận với bác Mười. Từ phút này, phần còn lại tôi xin giao cho Hiền hương khói. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp má em trong những ngày em đi vào ngõ tối cuộc đời. Xin phép Hiền, chúng tôi về. Anh chị về. Chúc anh chị sống nhiều hạnh. Những người lương thiện đã bỏ ta ra đi hết rồi. Alo, Thảo Ly đó hai em. Sao, gì mà Hiền? Con Hiền hả? Con Hiền anh đã đuổi nó ra khỏi nhà rồi. Thiệt mà, em không tin hả? Không tin anh thề đó nha. Trời ơi, bây giờ nó như là chung du diệm vậy. Ai mà dám sống với nó? Trời ơi, trời, sống chung với nó chết còn sướng hơn đó trời. Thiệt á. Sao, gì? Ở nhà em bây giờ hả? Bây giờ thằng chồng già của em đi đâu mà anh rủ anh tới? Đi khỏi phải không? Anh tới liền, anh tới liền, tới liền. Ok, bye bye ha. Ủa, cái áo mới đây đâu rồi cả? Ủa, cái áo mới để thất thị đây mà. Kỳ vậy cả. Phải mày đang tìm cái này không? Hiền, đưa cái súng cho anh. Cái gì tao đang giữ trong tay là của tao.
đã một lần lỡ dạy mà cuộc đời tao tan nát, tao không dạy lần thứ hai đâu. Em cần bao nhiêu tiền, anh sẵn sàng đưa tiền cho em. Em cần tiền phải không? Anh đưa tiền cho em nè. Tiền? Tiền này nè. Tiền? Tiền. Tại nó mà tao quên nhân quên nghĩa, tại nó mà tao trở thành ác quỷ ma vương, tại nó mà má tao phải buồn rầu chết trong tủi nhục, cũng chính tại nó mà tao lại phản bội lại người tao yêu. Thành, bây giờ tao không cần nó nữa. Hãy để dành liệm xác mày đi. Có phải công an phường đó không? Tôi là Hiền. Tôi vừa giết người. Mày đi đi. Khi nào hư hỏng xác thân thì trở về đây mà nhớ con. Cá không ăn muối cá ư? Con cãi cha mẹ là đâm đường con ư? Hiền, em đừng nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu. Đến khi lỡ bước xa chân, có hối tiếc cũng không còn kịp nữa. Bỏ ao ra muốn bùng hôi nước đậm, để rồi bước vào đời nhớ nhớ hôi tanh. Cái giá phải trả cho sự ngu dốt của mày đó Hiền ơi.